Đừng cố gắng rót nước vào cái cốc đã đầy nước, vì nó không thể chứa thêm giọt nước nào. Cũng vậy, những lời khuyên đúng đắn và chân thành của bạn sẽ trở nên vô nghĩa đối với người không chấp nhận, bảo thủ và cố chấp. Thì đây là sự thật rất là đơn giản mà rất nhiều người chúng ta thỉnh thoảng cũng không nhận ra. Thì bây giờ quý vị quan sát trước mặt của thầy đang có một ly nước khoảng 200 ml. Bây giờ thầy lấy nắp thầy đậy lại. Nếu đây là một cái thau lớn đi chứa đựng nước, bây giờ thầy cứ rót xuống như thế này, có thêm một giọt nước nào vô được không? Chắc chắn là không. Lý do rất là đơn giản là bởi vì cái đó nắp đậy lại là sao rót vô. Thì dầu cho có lấy nước của đại dương như là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cỡ nào đi nữa, nó không tăng thêm được giọt nào. Thì qua cái hình ảnh đó, của một cái ly nước đã bị đậy nắp, chúng ta liên tưởng đến ẩn dụ tâm cố chấp, tâm bảo thủ, tâm không sẵn sàng đón nhận của một người nào đó mà mình quan tâm đến họ. Có thể là vợ, là chồng, là con, là cháu, là anh chị em, là bạn bè, là người thân, là người khác quan điểm. Hầu như những cái lời khuyên của chúng ta đó không có thấm vào não trạng của người đó được, cũng không làm thay đổi nhận thức của họ được. Cho nên khi mình đó, trao tặng cho ai một lời khuyên, thì chúng ta phải xác định rõ người đó là người biết lắng nghe hay là người cố chấp. Đối với người lắng nghe đó thì chúng ta đừng nên tiếc lời. Nhiều khi một lời khuyên đúng của chúng ta đó, nó làm thay đổi cả một kiếp người của người khác theo chiều hướng tích cực, cho nên phước báo lớn lắm. Còn đối với người cố chấp thì chúng ta cũng hết lòng với họ, nhưng mà đừng có kỳ vọng. Nhiều nỗ lực khuyên khéo léo, khuyên chân thành, khuyên tinh tế, khuyên ở chỗ có hai người thôi, để cho người đó ta không bị tự ái. Chứ còn mình nói cái lỗi của họ, cái sai, cái dở, cái tệ của họ trước mặt quần chúng, họ bị tự ái, họ cảm thấy họ bị xúc phạm, không được trân trọng, thì lời khuyên đúng của chúng ta nó cũng trở thành là vô nghĩa. Bây giờ mình đã khuyên tinh tế ở nơi không có người khác nghe, thế mà họ vẫn bảo thủ, họ cãi hoài, thì đến lúc chúng ta phải nhận ra cái giới hạn của mình. Đó là những gì cần khuyên, cần góp ý để cho người đó được tốt hơn, chúng ta cũng đã làm hết rồi. Và vấn đề mình phải xử lý cảm xúc ở ban đầu là gì? Không có kỳ vọng rằng người đó sẽ lắng nghe mình, sẽ học theo mình, sẽ làm theo mình. Nếu làm được thì quá tốt, còn không làm được thì cũng không sao, mình không còn lỗi gì trong đây nữa chân á. Với tư cách là tình người hay là tình thân, mình cũng đã làm việc tốt nhất có thể. Thì bằng cách đó thì các bạn sẽ không bị tức tối, không bị thất vọng, không bị tuyệt vọng. Rồi mình mới có thể đứng độc lập khỏi cái nỗi khổ niềm đau của những người mà mình quan tâm. Thì lúc đó mình mới đủ cái sự bình tĩnh và thông minh dành thời gian cho những người xứng đáng hơn. Có rất nhiều người ta cần đến lời khuyên của chúng ta mà đôi lúc mình không có dành cho họ, bởi vì họ không phải là bà con, họ phải là người thân. Đang khi những người mà mình quan tâm là bà con, là người thân, thì họ lại không lắng nghe. Cũng có những trường hợp đó, theo công thức một nhà không thiên, cha mẹ thương con em nhiều quá, nên mình cứ khuyên chân thành đi nữa, con em nó cũng không tin, không nghe. Thì lúc đó quý vị cũng đừng có tự ái, dẫn con em của mình tới gặp một thầy chủ trì hay một sư cô chủ trì có kinh nghiệm tư vấn. Thì cũng có thể vị thầy đó, vị sư cô đó cũng nói giống như những gì mình nói, nhưng mà đứa con nó sẽ nghe hơn. Cái mục đích của chúng ta là làm sao cho người đó tiếp nhận được cái tốt, cái có giá trị. Còn cái phương pháp như thế nào, lời khuyên từ ai để nó có được cái hiệu lực đó, nó không còn là quan trọng nữa. Chúng ta phải thấy rõ được cái điều này
để các nguyện vọng chân thành của chúng ta đó nó không trở nên vô nghĩa. Trong kinh đó nó cũng có nói đó, có những con người mà Đức Phật không thể độ được, đó là giới hạn của lòng từ bi. Thứ nhất, người bảo thủ và cố chấp, họ không tiếp nhận cái mới được. Cái thứ hai, người cống cao ngã mạng, họ cho họ là số một, điều họ nghĩ là số một, điều họ làm là số một, quan điểm, chủ trương, rồi chính sách, lý tưởng của họ đi là đúng, còn tất cả của người khác là sai. Cho nên bất cứ một cái đúng nào khác có đến gõ cửa để phục vụ miễn phí cho họ, họ cũng không cần. Đó là cố chấp do cái tôi cống cao. Trường hợp thứ ba đó là họ không sẵn lòng và họ hoài nghi, họ cho rằng đó, cái này là họ không thật sự cần đến, họ hoài nghi rằng này không có cái công năng mang lại những cái giá trị như trong đệ. Và trường hợp thứ tư là khi mà nghiệp xấu của một người nào đó nó đã đến lúc chín mùi, phải trổ quả xấu, thì những cái lời khuyên của mình lên nữa nó làm cho họ cũng không có đủ định tâm để nghe, có nghe xong nó cũng không có đủ định tâm để tiêu thụ, có tiêu thụ đi nữa cũng không có đủ định tâm để chuyển hóa được cái tình huống xấu đang diễn ra trước mắt. Rồi đó là bốn tình huống: sự nhiệt huyết, lòng từ bi, tính cam kết, sự dấn thân của chúng ta đối với người khác qua những lời khuyên chân thành đó trở nên không có tác dụng. Nhưng mà mình cũng phải làm, vì không làm là ích kỷ. Nhưng mà cách này đó chúng ta sẽ không bị bực dọc. Nhưng mà nhiều khi mình chấp vào cái lòng tốt của mình nhiều quá, người ta không nghe theo mình cũng phiền não, cái đó là không nên. Chứ giống như cái công việc của bác sĩ, hễ gặp bệnh nhân là khuyên, rồi đưa ra cái phác đồ điều trị, nên uống thuốc gì, ăn cái gì, uống cái gì, kiêng cữ cái gì, bao giờ đi ngủ, một ngày ngủ mấy tiếng, tất cả những gì cần thiết đều tư vấn rành rẽ cho các bệnh nhân. Còn các bệnh nhân có làm đúng theo bác sĩ hay không thì bác sĩ cũng đừng nên buồn. Có nhiều bệnh nhân đó, ta đi khám vậy ta tốn tiền vậy thôi chứ ta không có nghe theo bác sĩ, ta chấp nhận ta bị bệnh thì mình buồn làm gì. Cái công việc của mình là hướng dẫn đúng, còn làm không làm á nó lệ thuộc vào từng cá nhân. Và nếu quý vị thấy lời khuyên chân thành là cần thiết, khi đúng người đúng chỗ, lỡ có khuyên người ta không nghe cũng đừng buồn, thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.